Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, tình hình cho vay nặng lãi hay còn gọi là tín dụng đen trong thời gian qua diễn biến khá phức tạp, được cử tri và người dân rất quan tâm. Trước thực tế đó, sáng nay ngày 30 tháng 10, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức chương trình đối thoại với chủ đề Giải pháp ngăn chặn, xử lý tệ nạn tín dụng đen. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Mai Văn Diệu chủ tọa chương trình. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Lâm tham dự cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành chức năng có liên quan. Chương trình cũng đã được Đài Phát thanh và Truyền hình Long An truyền hình trực tiếp trên kênh NA34 trong sáng nay thời gian qua hoạt động tính dụng đen diễn ra khá phức tạp gây ra nhiều bức xúc trong xã hội được cử tri và nhân dân rất quan tâm tại bộ đối thoại đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh trao đổi đối thoại thẳng thắn với ủy ban nhân dân tỉnh công an tỉnh viện kiểm sát nhân dân tỉnh tòa án nhân dân tỉnh sở tư pháp và một số ngành liên quan về các dạng hành vi vi phạm liên quan đến tính dụng đen thường xảy ra trong đời sống xã hội hiện nay vấn đề quản lý xử lý và các giải pháp ngăn chặn tệ nạn tính dụng đen nhằm chủ động phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và chi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tính dụng đen góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh tội phạm liên quan đến tính dụng đen trên địa bàn tỉnh dù không xuất hiện những vụ việc nghiêm trọng song hoạt động của các đối tượng cho giai nặng lãi trên địa bàn tỉnh rất phức tạp xác định đẩy lùi tính dụng đen là góp phần đảm bảo an ninh trật tự Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ban ngành địa phương phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm chi phạm và chú trọng tuyên truyền, khuyến cáo người dân tránh xa cạm bẫy tín dụng đen. Chương trình đối thoại lần này nhằm làm rõ thực trạng nguyên nhân, đưa ra các giải pháp cụ thể khả thi, góp phần để lùi hoạt động tín dụng đen, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân. Từ năm 2021, chương trình đối thoại được xem như hình thức giám sát thường xuyên của thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị, tiểu ban điều phối và tiêm vaccine, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh vừa quyết định phân bổ vaccine đợt 14 cộng đồng cho các huyện thị xã thành phố để tăng tốc tiến độ tiêm chủng. Trong đợt này, tổng số vaccine phân bổ là trên 59.000 liều, bao gồm hơn 15.000 liều AstraZeneca, hơn 8.600 liều Verocell và hơn 35.000 liều Pfizer. Tất cả số vaccine này sẽ được phân bổ cho 15 quyện thị xã thành phố. Dự kiến sẽ có trên 62.000 người sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong đợt này. Ngay khi dựng được vaccine, các địa phương đã khẩn trương tổ chức ngay công tác tiêm chủng, đảm bảo an toàn, kịp thời đúng đối tượng. Đối với vaccine Pfizer, ưu tiên tiêm cho đối tượng từ 65 tuổi trở lên chưa được tiêm và đã tiêm mũi 1, đối tượng thai phụ chưa được tiêm và đã tiêm mũi 1 và một số quyện tiêm cho nhóm 18 đến 64 tuổi để hoàn thành việc tiêm vaccine. Tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 trên địa bàn tỉnh Long An đạt 100%, tỷ lệ tiêm mũi 2 đạt gần 86%, do là một trong các tỉnh thành phía Nam có tỷ lệ tiêm chủng đạt rất cao. Tại thành phố Hồ Chí Minh, theo văn bản hướng dẫn tạm thời quy trình xử lý F0 tại cộng đồng của Sở Y tế thành phố, thì nếu không đủ điều kiện cách đi chăm sóc tại nhà, các F0 có thể tự đề nghị địa điểm cách đi phù hợp. Theo hướng dẫn mới, Nơi ở của F0 được xem là ổ dịch hộ gia đình và phải được xử lý ngay khi xác định thông tin ca dương tính. Nếu không đủ điều kiện cách ly và chăm sóc tại nhà, không có người chăm sóc, không có điều kiện phòng ngừa lây nhiễm trong gia đình, F0 sẽ tự đề nghị địa điểm cách ly phù hợp tại cơ sở cách ly của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở cách ly có thu phí, khu cách ly tập trung của địa phương. Tất cả thành viên sống cùng nhà với F0 được xét nghiệm nhanh kháng nguyên và cách ly 14 ngày. Trước nhà được dán biển cảnh báo, địa điểm cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19, nền đỏ, chữ vàng. Sau 14 ngày, tất cả được xét nghiệm lại để quyết định kết thúc cách ly. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, do tác động của dịch bệnh COVID-19, cả nước có gần 97.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, trong đó riêng thành phố Hồ Chí Minh có gần 26.000 doanh nghiệp chiếm gần 27%. Các trường hợp tạm ngừng kinh doanh chủ yếu thuộc lĩnh vực bán buôn bán lẻ, sửa chữa ô tô, xây dựng, phần lớn doanh nghiệp đóng cửa có quy mô dưới 10 tỷ đồng. Số doanh nghiệp có thâm niên hoạt động trên thị trường tạm ngừng kinh doanh cũng tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, lên đến, đến 10.600 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp thành lập mới giảm gần 16% và tổng vốn đăng ký cũng giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái. 5 trong 6 khu vực có lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ, gồm Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung, Đồng bằng sông Hồng. Chuyển sang một số thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp. Thưa quý vị, vụ lúa thu đông năm 2021 được sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở các địa phương miền Tây, trong đó có Long An, Ngoài chi phí sản xuất bị đổi lên do giá phân bón tăng kỷ lục, thì điều kiện thời tiết bất lợi đã khiến cho vụ thu đông năm nay trở thành vụ mùa nhất giả của bà con nông dân. Vụ thu đông năm 2021, toàn tỉnh Long An gieo xạ trên 56.000 ha lúa, trong đó đã thu hoạch 37.000 ha. Do ảnh hưởng thời tiết bất lợi, sâu bệnh, chuột gây hại nên năng suất lúa chỉ đạt bình quân 5,1 tấn 1 hecta. Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nên giá lúa có tăng nhưng vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, không riêng gì Long An, dù thu đông năm nay ở miền Tây đã chịu nhiều tác động tiêu cực do thị trường tiêu thụ nông sản biến động và có thời điểm bị đứt gãy do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Do vậy, ngành và các địa phương trong tỉnh đã quan tâm đồng hành cùng nông dân. Theo đó, nhiều tổ phục vụ sản xuất, điều phối máy móc thu hoạch vận chuyển đã góp phần duy trì xuyên suốt khâu thu hoạch, lưu thông, tiêu thụ lúa, không để chuỗi sản xuất do cung ứng hàng hóa nông sản bị đứt gãy trong tình hình dịch bệnh phức tạp. Cùng nỗ lực để vượt qua những khó khăn chung, nông dân Long An đang hy vọng tình hình tiêu thụ lúa vụ thu đông sẽ khởi sắc hơn trong những ngày tới, bù lại khoản chi phí sản xuất quá cao ngay từ đầu vụ. Hiện tại, nông dân huyện Tân Hưng đang bước vào sản xuất vụ lúa đông xuân 2021-2022 nên nhu cầu về vốn rất lớn. Nắm bắt nhu cầu này, chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn dây phục vụ sản xuất vụ đông xuân cho nông dân. Mỗi ngày, Agribank Tân Hưng tiếp đón hàng chục lượt khách hàng đến các quầy giao dịch để làm thủ tục giải ngân nguồn vốn đầu tư sản xuất vụ đông xuân 2021-2022 khách hàng đến giao dịch được đo thương nhiệt tự động, khai báo y tế và thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K. Riêng đối với những khách hàng ở ngoài tỉnh phải có thêm giấy test nhanh COVID-19, kết quả âm tính. Song song đó, Agribank tương Hưng chú trọng mở rộng đối tượng cho dây, áp dụng linh hoạt các biện pháp bảo đảm tiền dây và luôn đồng hành chia sẻ khó khăn với khách hàng trước ảnh hưởng của dịch COVID-19 bằng các gói cho dây, ưu đãi lãi suất và hỗ trợ khách hàng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi suất cho dây. Trong vụ đông xuân 2021-2022 này, Agribank Tân Hưng có kế hoạch giải ngân nguồn vốn 651 tỷ đồng. Bình quân mỗi hectare, nông dân được giải ngân 80% chi phí sản xuất, tương ứng với mức 17,6 triệu đồng. Đến nay đã giải ngân được 611 tỷ đồng, đã gần 94% kế hoạch, hiện nguồn vốn còn lại đang được khẩn trương giải ngân để nông dân kịp thời đầu tư vào sản xuất. Thưa quý vị, thời gian qua, chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Long An tiếp tục được quan tâm thực hiện. Theo lộ trình đề ra, từ đầu năm 2021, tỉnh đã công nhận thêm 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 108 trên 161 xã, chiếm 67% tổng số xã toàn tỉnh. Bình quân mỗi xã đạt 16,6 tiêu chí, có 4 xã đạt nông thôn mới nâng cao thời gian qua chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã có những chuyển biến rõ nét trên hầu hết mọi lĩnh vực phát triển thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn cải thiện đời sống của nông dân chuyển sang một thông tin về giáo dục đề tài hệ thống theo dõi sức khỏe và vị trí của người lính do nhóm nam học sinh lớp 11 A1 vật lý trường trung học phổ thông khoa học tự nhiên đại học quốc gia hà nội đảm nhiệm đã đoạt giải vàng cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2021 được tổ chức thường niên tại silicon valley hoa kỳ với mong muốn hỗ trợ việc giám sát sức khỏe cũng như những vấn đề bất thường xảy ra với người lính giúp cho cơ quan chức năng có thể ứng trợ kịp thời khi cần thiết nhóm học sinh của trường chuyên khoa học tự nhiên đã nghiên cứu chế tạo thành công một thiết bị cung cấp thông tin chính xác về các chỉ số sinh tồn cơ bản về nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, nồng độ oxy trong máu và đồng thời xác định tọa độ, vị trí của người lính. Năm nay, cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc tế đã thu hút hơn 2.500 thí sinh và khách mời từ khắp nơi trên thế giới. Ngày 28 tháng 10, Google công bố số liệu ghi nhận từ YouTube cho thấy có hơn 25 triệu người Việt đã phát trực tuyến YouTube trên màn hình TV có kết nối mạng cao nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi mọi hoạt động sinh hoạt từ học tập, làm việc, giải trí. Không chỉ thúc đẩy các hoạt động này lên môi trường kết nối trực tuyến, mà xu hướng chuyển dịch của người Việt còn tập trung vào chiếc TV trong gia đình, khi 45% người dùng Internet tại Việt Nam sở hữu một chiếc TV thông minh hay TV kết nối mạng, 28,2% người dùng Internet tại Việt Nam truy cập Internet qua một Smart TV và đây cũng là xu hướng đang tăng. Ngày mai 31 tháng 10, cuộc bầu cử hạ diện sẽ diễn ra tại Nhật Bản. Dù Liên minh cầm quyền do đảng Dân chủ tự do LDP lãnh đạo được dự báo vẫn sẽ tiếp tục duy trì thế đa số tại cơ quan lập pháp Nhật Bản nhưng bản thân LDP sẽ phải chặt giật để duy trì số ghế hiện tại của mình. Bầu cử hạ viện được coi là bài kiểm tra đối với đảng LDP khi đảng này hứng chịu nhiều chỉ trích từ các cử tri Nhật Bản về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 thiếu hiệu quả. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Fumio Kishida chỉ đặt mục tiêu cho Liên minh cầm quyền giành được 233 ghế trong tổng số 465 ghế tại hạ viện, tức chỉ xích sao qua bán thấp hơn nhiều so với 276 ghế của riêng đảng LDP trước bầu cử. Các cuộc thăm dò dư luận và một số chuyên gia phân tích thậm chí nhận định rằng đảng LDP khó có thể tự hoàn thành mục tiêu khiêm tốn này mà sẽ cần tới sự hỗ trợ tích cực của đảng Công Minh để duy trì được thế đa số của Liên minh cầm quyền gồm hai đảng này tại Hạ Diện. Trong khi đó, truyền thông dự báo đảng Dân Chủ Lập Hiến, đảng đối lập lớn nhất Nhật Bản lại có thể giành thêm được một số ghế. Đặc biệt tại các khu vực bầu cử mà các đảng đối lập nhất trí ủng hộ một ứng cử viên chung, việc giành được ghế sẽ càng trở nên khó khăn hơn đối với đảng LDP. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố kế hoạch chi tiêu xã hội sửa đổi trị giá 1.750 tỷ đô la Mỹ mà ông tin rằng đảng Dân Chủ sẽ ủng hộ, qua đó kết thúc nhiều tuần tranh cãi ngay trong chính nội bộ đảng này. Theo phát thảo về luật sửa đổi, 1.750 tỷ đô la Mỹ sẽ được chi tiêu vào giáo dục, chăm sóc trẻ em, năng lượng sạch và các dịch vụ xã hội khác. Thời gian qua, Tổng thống Biden đã nỗ lực thúc đẩy việc thông qua hai dự luật chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và an sinh xã hội. Một chút chính của những tranh cãi là quy mô của gói ngân sách an sinh xã hội, vốn được ông Biden đề xuất là 3.500 tỷ đô la Mỹ. Nhưng các nghị sĩ khác cho rằng mức chi hợp lý chỉ là 1.900 đến 2.200 tỷ đô la Mỹ. Việc thu hẹp quy mô gói chi tiêu đồng nghĩa ông Biden phải nhượng bộ bằng cách bỏ một số đề xuất mà ông dẫn động, như miễn học phí các trường cao đẳng cộng đồng. Nếu dự luật này được thông qua, đây sẽ là dấu ấn chính trị lớn của Tổng thống Biden trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã kêu gọi các nước phát triển tiếp tục hỗ trợ các nước nghèo đặc biệt trong bối cảnh sáng kiến hoãn thanh toán nợ của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay, IMF khuyến nghị các nước đưa ra đề xuất cứu trợ trong khuôn khổ chung cơ chế được G20 ủng hộ vào tháng 11 năm ngoái để các nước thuộc diện được áp dụng sáng kiến hoãn thanh toán nợ có thể tiếp tục hoãn nợ. IMF khẳng định trong bối cảnh cấp bách như dịch covid 19 không thể yêu cầu các quốc gia dễ bị tổn thương lựa chọn giữa thanh toán nợ và cung cấp dịch vụ y tế. Sáng kiến hoãn thanh toán nợ được ra 20 khởi xướng từ khi bùng phát đại dịch COVID-19. Nam Phi đang thúc đẩy bao phủ mũi vaccine thứ nhất cho người dân trước cuối tháng 10, nhằm hoàn thành việc tiêm mũi thứ hai cho người dân vào cuối tháng 12, thời điểm người dân Nam Phi tổ chức đón Giáng sinh và năm mới. Vào tuần trước, Nam Phi cũng đã hạ độ tuổi tiêm chủng, bắt đầu tiên cho nhóm trẻ từ 12 đến 17 tuổi, với mục tiêu tiêm chủng vaccine Pfizer cho ít nhất 6 triệu thanh thiếu niên trong độ tuổi này. Tôi nghĩ rằng ngành y tế đã đi đúng hướng khi giảm độ tuổi tiêm chủng xuống lứa thanh thiếu niên 12 đến 17 tuổi để đạt được tỷ lệ tiêm chủng nhất định trong dân chúng. Rõ ràng là Nam Phi đã tụt lại phía sau so với rất nhiều nước trong lĩnh vực tiêm chủng và miễn dịch cộng đồng. Nam Phi dự định sẽ tăng công suất tiêm chủng, hiện chở mức khoảng 185.000 mũi so với mục tiêu 300.000 mũi tiêm hàng ngày. Hãng tin Reuters vừa đăng tải hình ảnh quay từ thiết bị bay không người lái cho thấy tình trạng băng tan tại nóc nhà của châu Âu ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh về môi trường của các nhà lãnh đạo thế giới. Khối núi băng một lần dài qua ba nước tại khu vực biên giới giữa ý pháp và một phần của thụy sĩ đang có nguy cơ biến mất do trái đất nóng lên trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu mùa hè năm 2019 các nhà khoa học tại Italy đo được tầng dưới của núi băng đang trượt dần xuống với tốc độ 50 đến 60 cm mỗi ngày ước ừ tính khoảng 250.000 mét khối băng đá có thể tách lở khỏi núi một lần khiến giới chức nước này phong tỏa một số tuyến đường quanh núi trước đó vào những tháng mùa hè sông băng hiếm khi dịch chuyển quá 30 cm mỗi ngày.